Tán tan, đây là một bé gái trong bài câu của Mercedes. Hôm nay được 47 ngày tuổi, trong khi anh em bạn bè cùng trang lứa người ta đã tắm rửa vaccine cả tuần tuổi trước rồi, mà bây giờ mới tới lượt bà nè. Mọi người thấy là tôi phải lôi vô phòng để chăm tay, và ở sát bên tôi đó là mọi người biết là nó khó chăm thế nào rồi. Hôm nay thời tiết tốt cho nên là tôi sẽ cho bé đi tắm. Mọi người nhớ là khi tắm chó con phải sử dụng nước ấm và không có dội nước lên đầu các bé nha. Rồi, y chang con chuột lột luôn. Tắm xong rồi thì sấy thôi. Mọi người thấy cái thùng gì kia không? Bữa nào tôi sẽ làm clip đập hộp cho mọi người xem nha. Hổm rài mấy bé nhà tôi sử dụng cái pate của hãng này không mà thấy cũng tốt á mọi người, mà nó lại giá cả phải chăng luôn. Sau khi tắm thì mọi người phải sấy thật là khô, và nhớ là sấy khô trong cái góc chân lông luôn nha. Đây là nguyên bản bản mặt sau khi mà tắm xong nè, lông cắm ngập con mắt không có thấy đường, cho nên là tôi sẽ cắt tỉa lại một chút rồi lên hình cho mấy bà coi nha. Bé này thì tôi sẽ để nuôi chứ không có gả, còn mấy anh em cùng trang lứa cùng bầy của nó thì khách đã cọc hết từ hồi mới đẻ luôn mọi người. Ai mà có lỡ thích quá thì nhớ để dành heo rồi đợi bầy sao nha. Snowy chào mọi người.